Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ cung cấp tới 522 triệu đô cho hệ thống năng lượng của Ukraine. Joe Biden đã sợ Tucker Carlson và dỡ thói hẹn hạ đáng lên án. Tổng thống Trump dẫn trước Biden 10 điểm trong cuộc thăm dò của ABC News. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết, Ukraine và Hoa Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ. Theo đó, Kiev sẽ nhận được tới 522 triệu đô để tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng Ukraine. Ukraine sẽ nhận được 422 triệu đô hỗ trợ năng lượng mới và 100 triệu đô để thực hiện một số biện pháp, trong đó có cải cách. Một trong những mục đích là giúp Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng sau các cuộc không kích của Nga vào các nhà máy điện và máy biến thế, khiến cho hàng triệu người không có điện vào mùa đông năm ngoái. Ukraine đã tiến hành sửa chữa rộng rãi kể từ đó, nhưng các quan chức đã cảnh báo về các cuộc tấn công mới vào mùa đông này và Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine vào tuần trước. Thưa quý vị, Đại sứ quán Mỹ cho biết, biên bản ghi nhớ cũng nằm giúp Ukraine hướng tới cải cách ngành năng lượng và chuyển đổi nước này sau chiến tranh với Nga sang nền kinh tế năng lượng cạnh tranh ít carbon hội nhập với Liên minh châu Âu. Đại sứ quán đã công bố biên bản ghi nhớ sau chuyến thăm Mỹ vào tuần trước của Tổng thống Zelensky. Joe Biden đã sợ Tucker Carlson và dỡ thói hẹn hạ Quý vị thân mến, ông Tucker Carlson trong buổi phỏng vấn trên truyền thông gần đây đã cáo buộc một số nhân vật giấu tên ở Washington đã cản trở ông nỗ lực phỏng vấn Tổng thống Nga Putin. Ông Carlson nói trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Die Wall của Thụy Sĩ xuất bản vào ngày 21 tháng 9 rằng, Tôi đã cố gắng phỏng vấn ông Putin nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã ngăn cản tôi. Tôi cảm thấy thất vọng vì thiếu sự hỗ trợ từ truyền thông Mỹ đối với tình huống của ông. Ông Conson nói, tôi không nghĩ đã có ai nói, đợi một chút, tôi có thể không thích người đàn ông này, nhưng ông ta có quyền phỏng vấn bất cứ ai ông ta muốn và chúng ta có quyền nghe ông Putin nói gì. Thưa quý vị, người dẫn chương trình 54 tuổi nói thêm rằng bạn không được phép nghe tiếng nói của ông Putin. Vì sao? Không có cuộc bỏ phiếu nào về việc đó, không ai hỏi tôi cả. Ông Corson cho rằng, chính phủ Mỹ đã can thiệp vào kế hoạch phỏng vấn ông Putin của ông. Chính quyền ông Biden đứng đằng sau vụ can thiệp này. Ông Corson nói với tạp chí Die Well Watchy, Tôi là một công dân Mỹ, tôi là một người Mỹ trung thành hơn nhiều so với ông Joe Biden hay là bà Kamala Harris. Bà Harris thậm chí còn không lớn lên ở đất nước này, bà ấy lớn lên tại Canada. Thế ấy mà họ lại đang nói cho tôi biết thế nào là một người Mỹ trung thành. Kể từ khi rời Forbes, ông Coulson đã phát sóng các phiên bản tin tức thu gọn của riêng ông trên mạng xã hội X và thường xuyên thu hút hàng chục triệu được xem. Trong một diễn biến liên quan, kênh tin tức truyền hình Nga Russia 24 đã và đang phát sóng đoạn giới thiệu về một chương trình cuối tuần và nói rằng người dẫn chương trình sẽ là ông Tucker Coulson. Đoạn giới thiệu quảng cáo chương trình này lần đầu tiên được phát sóng vào đầu tháng này và phát lại một lần nữa vào ngày 22 tháng 9, kèm theo dòng chữ vào cuối tuần. Đoạn giới thiệu đó cho biết thêm, người dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ đang chuyển sang một cấp độ khác. Ngay tại đây, Đài Russia 24 không nói rõ khi nào chương trình nêu trên sẽ ra mắt, hoặc đó sẽ là nội dung nguyên bản hay là phiên bản được dịch từ chương trình phát sóng trên S của ông Carson. Tổng thống Trump dẫn trước Biden 10 điểm trong cuộc thăm dò của ABC News. Thưa quý vị, cựu tổng thống Trump đã thu hút được đa số sự ủng hộ trong số cử tri với tỷ lệ 52% trong một cuộc đối đầu gia đình với Joe Biden. Tỷ lệ ủng hộ của ông Biden đã giảm xuống chỉ còn 42% trong cuộc thăm dò của hai trang tin tức The Washington Post và ABC News. Cuộc thăm dò của tờ The Washington Post và đài ABC cho thấy, ông Biden đang kém Tổng thống Trump 10 điểm phần trăm ở giai đoạn đầu của kỳ bầu cử này. Khoảng cách Tổng thống Trump dẫn trước trong cuộc thăm dò này trái ngược đáng kể với các cuộc thăm dò công khai khác. Đáng chú ý, Tổng thống Trump đã dẫn trước Biden 6 điểm phần trăm trong đợt thăm dò hồi tháng 5. Mặc dù Tổng thống Trump dẫn trước ông Biden trong một cuộc thăm dò với kết quả hai chữ số khá hiếm thấy, nhưng ngoại trừ dòng tiêu đề trên tờ The Washington Post, thì ABC News đã không đề cập đến việc Tổng thống Trump dẫn ông Biden 10 điểm trong số cử tri tham gia thăm dò cho đến đoạn 19, và lần đầu tiên đề cập đến việc ông Biden bị dẫn 9 điểm trong số những người trưởng thành ở Hoa Kỳ, 51% và 42% tại đoạn 11. Cả hai tiêu đề trên The Washington Post và ABC News đều ghi nhận những lo lắng và chỉ trích về tuổi tác của ông biden mà không đề cập việc tổng thống trump có cơ sở ủng hộ vững chắc tiêu đề của hai bài đăng abc news cuộc thăm dò của post và abc biden phải đối mặt với những lời chỉ trích về kinh tế nhập cư và vấn đề tuổi tác còn the washington post cuộc thăm dò của post và abc biden phải đối mặt đối với những lời chỉ trích về kinh tế nhập cư và tuổi tác về vấn đề tuổi tác Tổng thống Trump dẫn 24% khi 47% cử tri nói rằng Biden quá già để tranh cử tổng thống, trong khi chỉ 50% nói điều tương tự về tổng thống Trump. Tổng thống Trump dẫn trước Biden 20 điểm trong nhóm cử tri ở độ tuổi 35 tuổi trở xuống. Đa số thành viên Đảng Dân chủ và những người độc lập thiên dân chủ cũng không muốn Biden tái tranh cử, khi 62% cử tri thuộc nhóm này muốn người khác làm đề cử viên của Đảng Dân chủ. Về bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa, Tổng thống Trump cũng áp đảo ở nhóm đáp viên là thành viên đảng Cộng Hòa và những người độc lập thiên đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Trump 54%, Thống đốc Florida Ron DeSantis 15%, cựu Thống đốc Nam Carolina Nisky Hawley với 7%, cựu Phó Tổng thống Mike Pence với 6%, Thượng nghị sĩ Tom Scott 4%, cựu Thống đốc Chris Christie 3%, doanh nhân Vivek Ramaswamy 3%, thông đốc bang Magda Costa Doug Burgum và cựu thông đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, mỗi người nhận được ít hơn 1% ủng hộ, trong khi 6% chọn ý kiến khác và 4% chọn không có ý kiến. Trong khi Tổng thống Trump tiếp tục thăng hạng kể từ tháng 5, ông DeSantis đã giảm 25% so với mức ủng hộ trong tháng 5, thời điểm ông lần đầu tiên công bố chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Những điểm đáng chú ý khác trong kết quả thăm dò ý kiến của The Washington Post và ABC News, chỉ 15% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ sống tốt hơn dưới thời ông Biden. Gần gấp 3 lần với 44% cho biết cuộc sống của họ tồi tệ hơn dưới thời ông Biden. Chỉ 37% người trưởng thành tán thành công việc của ông Biden, trong khi 56% không tán thành dưới chủ thuyết kinh tế Biden, chỉ 30% tán thành cách ông Biden xử lý nền kinh tế, số điểm khá thấp trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Khoảng 75% người Mỹ cho rằng nền kinh tế không tốt hoặc kém, trong đó có 57% cho điểm tiêu cực. Ông Biden nhận được 87% đánh giá không tốt hoặc kém về vấn đề giá khí đốt và năng lượng. Ông Biden có 91% cho rằng giá thực phẩm là không tốt hoặc kém. 23% tán thành, 62% không tán thành cách ông Biden xử lý biên giới. Trang tin The Washington Post xếp hạng chấp thuận hồi tố của Tổng thống Trump trong cuộc thăm dò này là tốt hơn 10 điểm so với khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021 và cao hơn so với gần như toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tổng thống Trump có nhiều hơn gấp đôi ông Biden số lượng cử tri không bỏ phiếu vào năm 2020, chiếm tới 15% tổng số cử tri đã đăng ký lấy mẫu. Trong nhóm cử tri này, Tổng thống Trump dẫn ông Biden với tỷ lệ chênh lệch khá lớn, số 3% so với 27%, và dẫn trước ông Biden 5 điểm phần trăm tỷ lệ 50-45% trong số những người nói rằng họ đã bỏ phiếu vào năm 2020. Tuy nhiên, The Washington Post vẫn tiếp tục giải thích kết quả cuộc thăm dò ý kiến của họ lần này là ngoại lệ như thế nào, ngay cả khi họ thừa nhận cuộc thăm dò năm 2020 theo cách lấy mẫu như này đã phản ánh xuất sát kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và không thừa nhận lý do tại sao cử tri có thể quay trở lại với tổng thống Trump. Các kết quả ngoại lệ đôi khi xảy ra trong các cuộc thăm dò do lỗi ngẫu nhiên và các vấn đề không phản hồi mặc dù thành phần chính trị của cuộc thăm dò là điển hình như các thước đo khác. The Washington Post viết rằng, những cử tri năm 2020 tự khai nói họ ủng hộ Biden hơn Tổng thống Trump trong năm đó là trên lệch 50% đến 46%, tương tự như trên lệch 51% đến 47% của Biden trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc năm 2020. Thưa quý vị, cuộc thăm dò của hai trang tin The Washington Post và ABC News được tiến hành từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 với 1.006 người Mỹ trưởng thành, 890 cử tri đã đăng ký, 396 người theo đảng Dân Chủ và 474 người theo đảng Cộng Hòa Kết quả tổng thể có sai số là cộng trừ 3,5 điểm phần trăm, sai số cộng trừ 6 điểm phần trăm đối với các đảng viên thuộc đảng Dân Chủ và cộng trừ 5,5 điểm phần trăm đối với các đảng viên thuộc đảng Cộng Hòa. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.